Rồi, Bonsan Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Rồi, thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây bằng lăng tím lá nhỏ, form thiên nhiên, tông cao nha. Cây này nu toàn thân luôn, nu theo thân luôn nha mình. Cây này sống khỏe rồi, nu nè, nhìn vàng nu vip luôn, nhìn vàng nu đã luôn. Lên trên ngọn luôn nha mình, nu mà lên trên ngọn luôn. Rồi cây này có mã số là 485. Cây này có cái hòn gốc là 50-58 nha. Hòn gốc này là 58 nè. Cây cao là 270, 2m7 á, từ tính từ mặt chậu lên trên ngọn thân chính nha. Lên trên ngọn thân chính thôi là 2m7. Đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 85 lọt lòng. Cây sống khỏe nha. Cây này nếu nhà mình xem, nếu mà ưng ý thì cứ liên hệ số điện thoại là 0911 470 409 luôn nha. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Cây này tông cao thiên nhiên. Cây này nó hay một cái là nu rất là già theo thân luôn. Nu quá trời nu luôn. Nu chảy luôn nha. Cây này hai thân chung cốt, cây sống khỏe rồi. Cây này rất đáng để sưu tầm nha. Nu này quá trời luôn, rất là đẹp. Cây rất là già cỗi luôn, form thiên nhiên. Hai thân chung cốt nha. Cây khá là cao, cây đang cho hoa luôn. Nó có một hoa ở trên ngọn nha mình. Cây này nó hơi cao quá cho nên là Sơn phải dí ra rất là xa. Nu nhìn đã lắm nha. Cái này nhà lớn lớn sân rộng rộng là nó rất là phê luôn. Cái này về mình làm chi tàn cũng được, hoặc là mình cứ cắt giật form thiên nhiên cũng được nha. Cây cao 2m7 tính từ mặt chậu. Còn từ mặt chậu mà xuống nữa chắc cỡ tầm 40 nữa nha mình. Thì tổng cỡ tầm 3m. Nhưng mà cây này thì vận chuyển không có để đứng được, cái này mình phải để nằm thôi. Cây này form thiên nhiên. Nu này, nhìn vàng nu này, rất là sướng luôn. Nu toàn thân luôn. Nó ở dưới hai thân nó lên bắt đầu lên trên này, nó chập lại, nó dính lại với nhau nha. Đó. Nói chung là hai đường thẳng song song mà gặp nhau tại một điểm á nha mình, rất là hay. Đấy, cây nó cao cho nên đi ra một khoảng rất là xa để mà quay hết tổng thể của cái cây nha. Đó. Rồi mình xem ưng ý thì cứ inbox cho Sơn luôn. Theo số điện thoại là 0911 470 409 luôn nha. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Rất là đẹp. Bây giờ cái chiều này nó rõ. Quay phụ em quay cái mặt kia cho nó ra đây luôn, cho nó rõ luôn. Đó. Đúng rồi. Đó. Đúng rồi. Xoay lại là ok luôn. Đó. Đó đúng rồi.
Đó, rồi, rất là đẹp luôn. Rồi rồi, ok. Mình quay không ổng dính đâu. Nâu nè. Rất là đẹp. Đó, bông ở trên kia luôn nha. Đó, đang ra bông luôn à. Cây này nâu rất là đẹp. Cây cao nha, tầm cao thiên nhiên. Cây này công ty xí nghiệp đồ ok luôn. Quá đẹp. Rồi nhà vườn, rất cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Và cứ inbox cho Sơn theo số điện thoại là 0911 470 409. Rồi chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành trong cuộc sống luôn. Hẹn gặp lại nhà mình ở những video gần nhất luôn nha.